有一天，小明到爷爷家去。爷爷问他：“你会数数吗？”小明回答：“当然会了。”爷爷说：“好，你给我数一数，这个桶里有几颗蛋。”小明开始数，数了半天还是数不完，最后放弃了。 爷爷笑着说：“哈哈，没想到吧，一个都没有。”小明听了非常生气，他抱怨道：“爷爷，你这么骗小孩子，你是想让我哭出来吗？”爷爷回答：“不是，我是让你明白，有些事情。”

Xào Miễn tên Tiểu Minh nha, Tiểu Minh. Tao đến dễ dễ ông nội. Cha ja, nhà. Dễ dễ cha nhà của ông nội. Chu là đi. Xào Miễn tao dễ dễ cha chu. Tiểu Minh đến nhà ông nội. Chu trong câu này cũng nghĩa là đi hoặc là đến luôn nha. Dễ dễ ông nội. Quên hỏi tha tha đây có nghĩa là tiểu minh dễ dễ quên tha ông nội hỏi tiểu minh dù y thiên xào miệng tao dễ dễ cha sư dễ dễ quên tha có một ngày tiểu minh đến nhà ông nội ông nội hỏi tiểu minh Nǐ huì shǔ shù mà? con biết điếm số không? Nị là nói về tiểu minh, hội là biết, số su, su là điếm. ma không? Nǐ huì shǔ shù ma? Nǐ huì shǔ shù ma? con biết đếm số không? Xào miễn hội tả, "Đương nhiên hội lợ, tiểu minh trả lời tất nhiên rồi. Xào miếng tiểu minh. hỏi tả, trả lời hoặc là đáp. Tăng rảnh. Đơn nhiên, dĩ nhiên, tất nhiên. Hôi là, biết rồi. Tăng rảnh, hôi là, tất nhiên rồi. Xào miệng, hồi tả, tăng rảnh, hôi là. Tiểu minh trả lời, tất nhiên rồi. Dễ dễ sơ, hảo, Ni kỳ và sổ, một sổ, Ông nội nói: "Tốt, con đếm số cho ông, trong cái xô này có mấy quả trứng?" dễ yeah, dạ, yeah. ông nội. Ro nói: "Hảo, tốt, được lắm tốt." Mỹ là Tiểu Minh nha, nói về Tiểu Minh. Kể là cho. Wo là ông nội. Cho ông nội. Sù yì sù là điếm Ba chữ này là điểm nha Có một nghĩa thôi Sù yì sù là điếm Hảo, ní kế hòa sù yì sù Tốt, con điểm số cho ông Trơ thổn lì Dấu chỉ khơ Trong cái xô này Có mấy quả trứng Trơ gờ này Thổn lì Cái xô hoặc là cái thổn Bên trong Thổn, cái xô hoặc là cái thổn lì là bên trong dỗ là có chỉ là máy khơ trong câu này có nghĩa là tên đơn vị của quả trứng nha quả hoặc là cái mà thường thường mình dịch là quả tàn trứng dễ dễ sơ hảo ni kế hoa sù y sù chứ có thổn lì dỗ chỉ tàn ông nội nói tốt con điểm số cho ông trong cái số này có mấy quả trứng Xiaoming khai sử sụ, 数了半天还是数不完，最后放弃了。Tiểu Minh bắt đầu đếm đến một lúc vẫn không hết, cuối cùng Tiểu Minh bỏ cuộc. Tiểu Minh, Tiểu Minh, 开始数，bắt đầu đếm，开始是 bắt đầu，数是 đếm，数了 đếm，半天 no ai。

Xào miếng cái sửa sửa. Sửa lần, banh tiên, hay sửa không hoàn toàn. Cuối cùng, Tiểu Minh bắt đầu đếm. Đếm một lúc, vẫn không hết. Cuối cùng, Tiểu Minh bỏ cuộc. dễ dẹ, xào chờ, nói Ha ha, mấy sàng tao bạc. Ý cơ, tôm mẹ dọ. Ông nội cười, nói Ha ha, không ngờ nhỉ. Không có quả trứng nào cả. dễ yeah, dẹ, yeah, ông nội, sao chờ, cười, show nói Ha ha là cái tiếng cười ha ha Mấy sẵn tạo bà Không ngờ, không ngờ nhỉ Mấy chẳng tạo. không ngờ Ba nhỉ Ý cờ Một cái hoặc là một quả To đều Mấy không có Dễ dàng. sao cho xô so. Ha ha mấy chẳng tao bà, ý cờ tô mẹ Ông nội cười nói, ha ha, không ngờ nhỉ, không có quả trứng nào cả. Xào miếng thiên là phê trọng sân chi, tha bao yên tạo. Tiểu Minh nghe xong rất tức giận, Tiểu Minh phàn nàn. Xào miếng Tiểu Minh, thiên là nghe, chọn, phê trọng, phê trọng rất sân chi, tức giận và nổi giận. Tha, có nghĩa là nói về tiểu minh tiểu minh bao yên đạo phàn nàn phàn nàn xiao miếng thiên là phê sân chi tha bao yên đạo tiểu minh nghe xong rất tức giận tiểu minh phàn nàn Dễ dễ, trơ mơ sư khu chú lại má. Ông nội, ông nội sao dám lừa trẻ con, là ông muốn làm con khóc à. Dễ dễ, ông nội, 你，on，这么骚，骗那个，勒，小孩子，trẻ con，或 là con nít。你，on nội，是，是啦，想，想，m，rằng là làm，ủa，tiểu minh，tiểu minh。丢 men, 丢 men, khu chu lại mắt khóc à khu chu lại tức là có nghĩa là tiếng khóc khóc lên khóc ra nước mắt Mắt à và là không dễ dễ nị trơ mơ xào sư xạng răng khu chu lại mà ông nội ông nội sao dám lừa trẻ con là ông muốn làm cho con khóc à dễ dễ hỏi tả bú sư 我是想让你明白，有些事情 Ông nội trả lời không phải. Ông nội chỉ muốn con hiểu rằng có một số việc. Đừng chỉ tin vào những gì mắt con nhìn thấy. Dạ yeah, dạ, yeah, ông nội. hủy tả, đáp hoặc là trả lời. Bố sư không phải. Bố, ông nội, nói về ông nội nha. Sư là. muốn. Sẵn răng là muốn Nị là tiểu minh Nói về tiểu minh Miễn bãi Hiểu rõ Rõ Hoặc là rõ ràng Dầu xe sư Có một số việc Bù yào đừng yào đần Chỉ Chỉ Sang xin tinh. Nị dành chinh Mắt của con Mắt con Khăn tạo tạ Nhìn thấy 爷爷回答：“不是，我是想让你明白，有些事情不要只相信你眼睛看到的。”，ô n nội t r lời k h n g phải n nội c h m u n con hiểu rằng có một số việc đ n g c tin v à những gì mắt con nhìn thấy. và bây giờ trên này sẽ lặp lại toàn bài nha. 有一天，小明到爷爷家去，爷爷问他。 Có một ngày Tiểu Minh đến nhà ông nội. Ông nội hỏi Tiểu Minh. Nị hoài sủ sủ mà. Con biết điểm số không? Xào miễn hủy tả. Tăng rãng hoài lợ. Tiểu Minh trả lời. Tất nhiên rồi. Dễ dễ sơ. Hảo. Nị kế hoa y Trơ thổn lị. Dẫu chỉ khơ tan. Ông nội nói. Tốt. Con điểm số cho ông. Trong cái xô này có mấy quả trứng. Xào miễn khai sủ sủ. Sủ lợ bàn bắt đầu đếm. Đếm một lúc, vẫn không hết. Cuối cùng, tiểu Minh bỏ cuộc. dễ dễ笑着说, haha, bà, mấy dụ. Ông nội cười nói, haha không ngờ nhỉ, không có quả trứng nào cả. Xeo miếng thiên lợ, phê chọn Tiểu mình nghe xong, rất tức giận. Tiểu Minh phàn nạn. 爷爷，你这么骗小孩子，你是想让我哭出来吗 ội,？Ông nội, ông nội sao dám lừa cháu con? Là ông muốn làm cho con khóc à? 爷爷回答：“不是，我是想让你明白，有些事情不要只相信你眼睛看到的。” Ông nội trả lời không phải. Ông nội chỉ muốn con hiểu rằng，có một số việc đừng chỉ tin vào những gì mắt con nhìn thấy。 Bài học của Jenny đến đây tạm dừng rồi và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo nha. Jenny xin thân ái chào tạm biệt các bạn.